mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Nam em hé lộ thu nhập khó tin sau tháng ngày miệt mài chạy show, vẫn ở nhà thuê và cô đơn lẻ bóng. Cái tên Nam Em chắc hẳn không còn quá xa lạ đối với showbiz Việt Nam, nổi lên như một hiện tượng nhờ vào nhan sắc và tài năng vượt trội. Thế nhưng Nam Em cũng không ít lần vướng vào những lùm xùm không đáng có. Sau khoảng thời gian đối mặt với nhiều biến cố, giờ đây Nam Em đã dần tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống và hoạt động chăm chỉ trong lĩnh vực giải trí. Nam Em có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, cô xuất thân từ Tiền Giang và lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình thương từ gia đình. Năm 2015, cô đạt danh hiệu Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long và dần được nhiều người biết đến hơn. Nam Em gây chú ý nhờ vào ngoại hình nổi bật với vẻ đẹp thuần khiết cùng thân hình quyến rũ. Thừa thắng xông lên, người đẹp tiếp tục đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016 và lọt vào top 8 chung cuộc. Từ cột mốc này, Nam Em chính thức bước chân vào làng giải trí Việt Nam. Năm 2015, Nam Em đăng quang danh hiệu Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long khi vừa mới 19 tuổi. Ngoại hình của cô ở thời điểm đó có sự khác biệt so với hiện tại. Nhan sắc của cô dần hoàn thiện và ngày một thăng hạng khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016. Không chỉ dừng lại ở nhan sắc nổi bật, người đẹp sinh năm 1996 còn khiến khán giả bất ngờ khi bộc lộ khả năng thiên phú trải dài trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Vốn có nền tảng là sinh viên của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cô từng đốn tim nhiều khán giả bằng giọng hát trữ tình, sâu lắng cùng kỹ thuật biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp qua các màn trình diễn trong cuộc thi Tình Bolero 2016. Sau khi dừng chân ở top 5 chung cuộc, Nam Em tiếp tục phát triển ở lĩnh vực người mẫu, diễn viên và gặt hái được nhiều thành quả đáng kể. Người đẹp từng trình diễn tại nhiều sàn diễn thời trang lớn nhỏ và góp mặt trong các dự án điện ảnh như Lô Tô, Hồ Sơ Lửa, Nhà Không Bán. Cô từng là thí sinh tiềm năng trong cuộc thi Tình Bolero 2016. Nam Em khiến khán giả bất ngờ bởi giọng hát ngọt ngào truyền cảm. Người đẹp còn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh và đạt được nhiều thành công nhất định. Tạo hình của Nam Em trong bộ phim Nhà Không Bán ra rạp trong thời gian gần đây. Mối tình gây tranh cãi từng rúng động cả showbiz Việt. Bên cạnh những thành tích đáng nể trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, Nam Em cũng từng nhiều lần gây sóng gió dư luận khi vướng vào những lùm xùm tai tiếng. Trong đó, ồn ào tình ái giữa cô và nam MC danh hài Trường Giang từng là chủ đề nóng khiến nhiều netizen tranh cãi gay gắt và tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Vào năm 2018, trong một buổi ra mắt MV ca nhạc, Nam Em gây bất ngờ khi công khai chia sẻ về chuyện tình giữa cô và Trường Giang giữa lúc nam danh hài vẫn còn đang hẹn hò với diễn viên Nhã Phương. Ngay lập tức, cô liền nhận về làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận vì làm kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác. Nam Em và Trường Giang từng xuất hiện với tần sóng dày đặc trên các game show và chương trình truyền hình. Giữa tâm bão dư luận, Nam Em từng gây sốc khi tiết lộ chuyện tình giữa cô và danh hài Trường Giang chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 30 ngày. Theo Nam Em chia sẻ, người đẹp và Trường Giang đã từng nảy sinh mối quan hệ tình cảm trong khoảng thời gian cả hai cùng nhau góp mặt và biểu diễn trong các game show và chương trình truyền hình. Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này, Trường Giang một mực phủ nhận và đính chính cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp. Bên cạnh việc công khai, Nam Em còn khiến công chúng bức xúc khi sa đà vào việc đào sâu chuyện tình giữa hai người trên trang cá nhân. Mãi cho đến khi Trường Giang và Nhã Phương chính thức về chung một nhà vào tháng 8 2018, Nam Em mới lên tiếng đính chính và nhận sai về mình. Cô chia sẻ, chính bản thân tôi còn không thể tha thứ được cho mình. Hiện tại tôi nhận ra mình đã sai. Tôi luôn mong có cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện với anh Giang và chị Phương ở ngoài đời để xin lỗi và giải bày. Nhưng chắc tôi chẳng bao giờ có được cơ hội ấy nữa. Mọi người có lẽ không muốn nói chuyện với tôi. Sau khi trải qua nhiều biến cố, cặp đôi Trường Giang Nhã Phương chính thức về chung một nhà vào tháng 8 2018. Từ sau biến cố này, sự nghiệp của Nam Em lập tức tụt dốc không phanh.
Một thời gian sau, người đẹp khiến khán giả phải bất ngờ trước hình ảnh tăng cân và lộ rõ thần sắc tiều tụy, thiếu sức sống. Không những vậy, nam em còn có những hành động biểu hiện bất ổn về tâm lý, khiến cộng đồng mạng hết sức quan ngại cho tình trạng sức khỏe của cô. Người đẹp từng có khoảng thời gian phải cắt lại toàn bộ những dự án, hoạt động trong showbiz để tập trung điều trị cho chứng bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu. Đến giữa năm 2019, nam em lấy lại được vóc dáng thon gọn và tái xuất với ngoại hình có phần cá tính hơn trước. Nam em của hiện tại ở nhà thuê và vẫn lẻ bóng một mình. Sau khi trải qua hàng loạt biến động trong sự nghiệp, giờ đây nam em đã dần lấy lại sự ổn định trong cuộc sống và chiếm được tình cảm của đông đảo fan hâm mộ nhờ sự chăm chỉ, chịu khó vươn lên trong lĩnh vực giải trí. Cô nàng chuyển hướng tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc và thường xuyên tham gia biểu diễn tại các phòng trà, tụ điểm âm nhạc trải dài khắp đất nước. Tuy nhiên, việc người đẹp tìm đến ca hát không nhằm mục đích gây dựng danh xưng ca sĩ cho bản thân. Nam em chia sẻ, cô tìm đến âm nhạc như một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn. Cô tìm thấy được sự đồng điệu ở âm nhạc và chính âm nhạc đã cứu rỗi, giúp cô có động lực để vượt qua những thời khắc khó khăn trong cuộc sống. Mới đây, trong một cuộc chia sẻ với truyền thông, nam em gây bất ngờ khi tiết lộ cuộc sống hiện tại của cô chỉ ở mức đủ sống, chứ không dư giả nhiều như lời đồn đoán. Theo nam em chia sẻ, đi hát giúp cô có được nguồn thu nhập ổn định đủ để trang trải cho công việc, chứ không vì mưu cầu về vật chất. Ngoài ra, nam em cho biết, hiện tại cô đang sinh sống ở một căn nhà thuê gần quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để tiện cho việc di chuyển. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của nam em cũng yên ả hơn so với thời điểm trước đó. Hiện cô vẫn đang trong tình trạng độc thân để tập trung chăm lo phát triển cuộc sống và sự nghiệp vững chắc. Có thể thấy, dù vẫn lẻ bóng, nhưng cô đã tìm được niềm vui và lấy lại phong độ ổn định để bước tiếp trên hành trình sắp tới. Thời gian qua, nam em gây chú ý khi tham gia vào cuộc thi Miss World Việt Nam 2022, có được người hâm mộ ủng hộ và mong đợi sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi lần này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.